Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngọc Gia Ban. Trên đây là một chiếc bếp từ âm Hitachi mà Ngọc Gia Ban mới về, có model là HTK60S, còn mới nguyên thùng nguyên hộp các bạn nhé. Nhìn này, đây là tem của nó này, tem vẫn còn dán ở bên ngoài luôn. Chiếc bếp này thì có size là từ size chiều ngang là 60, còn chiều rộng là 45 các bạn nhé. Mình mở bên trong các bạn xem luôn này. Đây nhá, mình mở bằng tay nó hơi khó một chút, các bạn đợi mình một chút nhá. Đấy. Đây này. Này, để bên trong này. Đấy. Đây các bạn thấy này. Trên đây vẫn còn cái sách hướng dẫn của nó này, cũng như là một số cảnh báo này. Đây nhá, sách hướng dẫn này. Đây là cái sách cái cảnh báo này. Mình không được lay lên làm cái này, lên làm cái kia ấy. Đấy. Còn đây là quyển sách của nó này. Sách hướng dẫn này. Đấy. Sách hướng dẫn cách lắp đặt, cách sử dụng này. Mình tạm thời bỏ cái này ra trước nhá. Đây, mình mở này. Đấy, đến đây. Đấy, bên trong của nó đây. Đây bạn nhá, mình mở cái lớp từ bóng này ra luôn này. Đấy. Chiếc bếp này thì là gồm có ba tổng cơ, là trên mặt trên là có ba bếp này. Mặt trên thì có ba bếp này. Hai từ này. Rất là hồng ngoại này. Đấy. Từ là một bếp từ thì nó công suất khoảng công suất là 3000W đấy các bạn nhé. Đây, 3000W. Đây, bếp ở giữa thì là 1200W này. Đây chính là bàn phím này. Bếp từ lại thì có là bàn phím nổi các bạn nhé. Đấy. Còn dưới này thì mình không để nước lên tại vì nó cũng khá là lặng ấy, mình không nhấc nước lên được. Thì dừng bếp từ dưới này là đây bếp từ âm. Thì nó là cái mặt này hiển thị lên trên rồi, còn cái dưới này nó sẽ ở bên dưới. Và bên dưới này nó sẽ có một cái khay lướng nữa. Thì bất kể bếp từ là của Nhật hoặc là bếp ga là của Nhật nó đều có khay lướng. Thì vì người Nhật người ta thích ăn, rất là thích ăn lướng. Người ta lướng cá, lướng thịt hoặc là lướng ngô khoai thì để ăn cũng rất là ngon. Thì nó nóng thì ăn ngon hơn. Đấy. Đây là bàn phím nổi đây. Đấy. Cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây là nút tắt mở này. Đây là nút tắt mở này. Đây là nút điều chỉnh nhiệt độ cũng như điều chỉnh tốc độ của cái bếp này. Đây là nút tắt mở này. Đấy, điều chỉnh nhiệt độ này, tăng giảm ở đây. Còn đây, đây là bếp ở giữa. Đây là cái bếp lướng ở dưới này. Đây là bếp của bên này. Đấy. Còn mới nguyên thùng nguyên hộp. Đấy, trên đây thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn về chiếc cái bếp từ âm Hitachi này. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu về chiếc bếp từ âm Hitachi thì hãy liên hệ lại với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555. Thì số điện thoại này có liên kết với cả Zalo cả Facebook. Nếu mà bạn nào gọi điện thì có thể inbox qua Zalo hoặc Facebook thì mình có thể check tin nhắn của các bạn một cách sớm nhất. Hoặc là các bạn có bất cứ thắc mắc về chiếc bếp từ này, hoặc là các bạn cần nhờ gì bên mình giúp đỡ thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn một cách hết sức có thể. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình chào các bạn.